ơi, mấy chục ngọn bánh chưng rồi tôi mới gặp cái trường hợp này đầu tiên luôn mấy bà. Tôi nói nhận cái cục hàng gì mà nó tức gì đâu luôn á. Chuyện á là bữa mình có đặt ở bên shop một cái chai nước hoa mà theo lời shop cam kết á thì em này là hàng chính hãng 100%. Và theo lời của shop nói á thì em này có xuất xứ từ cái tiểu Trung Quốc Ả Rập. Chỉ cần xịt lên tay một ít thôi thì có thể giữ hơn được từ 4 đến 6 tiếng. Nhưng mà sau cái lúc bút em này về á xịt ra tay thử. Tôi nói từ 11 giờ trưa mà cho tới 6 giờ chiều mà nó vẫn còn mùi thơm. Ủa, và như vậy là thơm từ 4 tới 6 tiếng giữ chưa mấy má. Chứ tôi là tôi thấy thơm lâu hơn gửi nha. Chàng ơi, tôi nói nó tức gì đâu á, không lẽ bây giờ mà gửi trả lại cho shop á chứ. Đã kêu từ đầu á là gửi cho tôi cái loại nào thơm khoảng 4 tiếng thôi. Mà gửi cái chai gì mà nó thơm da dữ vậy không biết nữa à. Mà đã vậy á lại còn ghẻ nữa. Nguyên cái chai to đâu 105ml mà chỉ có hơn 600 cành à. Ghẻ thì ghẻ cũng vừa phải phải thôi, ghẻ gì đâu mà ghẻ bèo luôn vậy á. Ủa vừa ghẻ thì vậy rồi sao mà mua mốt người ta dám mua lại. Bán mắc mắc lên đi nha, chứ thấy làm ăn buôn bán mà bán ghẻ như vậy là con không có được rồi á. Còn cái chai nước qua vậy mà hả, sợ tôi một cái nó cứ thơm mùi nhẹ nhẹ dễ chịu như vậy không biết nữa à. Ui thì tôi thích mùi nước qua thơm thiệt là gắt, gắt khó chịu luôn mới chịu. Cái này chắc là để dành cho mấy bà đi làm văn phòng xài với mấy em sinh viên á mà. Chứ tôi là tôi không có chịu đó nha, tôi thích mùi gắt à. Gắt chừng nào mà không ai dám đứng gần luôn kìa. Chứ thơm thơm cái này là đứng gần là ông thích thì không biết sao luôn á mấy má. Chê nha, không có hài lòng cho nên nó là cho 9.5/10 thôi nha mấy má.